thì ta chẳng cắt phá thoái đi hoạt đó mà nhưng đặt cho nên môi dân là mây sử lọc của dồn ok chẳng không hết những bạn sư bất kịp chẳng mắt tóm chất cả function mà function mỗi chúng ta out bây để call hai viết vì năng từ phở comment mới cứ đọc cho mình rải này hay đã âm cho mà này hay function tp chúng ta get string đặt tình này cho rồi viết âm năng tầm năng cái tình này này vì nó return tới vẫn cứ return prompt sẽ cái prompt nó chạm ấy prompt nó chạm prompt ấy prompt chia pop up message xâm rạp ở dưỡng vào châu tình này đấy function mới tiết get in rồi get int thì nó đặt tình này châu ấm tầm năng tình này là đáy hay return pass in get string đã âm cho mà chẳng lại get in ý bạn thấy là phê đại cái hai vía vía đang vô tình này đang convert string ấy convert tới chia lấy chúng muốn cột toàn đấy phê khai dùng đăng tình này nó chỉ sai gì ắt ai convert direct mau chúng muốn cột cao đi convert tới string dần hay bạn convert mau nôn cột đặt xây cho bạn âm nó gọi chia tang là nhát đó chia ra bol đó đây thì buôn cứ function get float đã âm cho đài mà chẳng vì return pass float get string âm và bốn function này nhưng đặt tè function nhé cho mình cho này cái lái này cái lái get in này get in đi pass in hay mình get string này mang mình nào mà nè mình lơ mà chẳng chẳng bị tha function muối add call how function muối tiết vô prao không năng bạc chẳng ở hơi function đồng bốn đi dừng cho mà body dừng chạp đoàn là xe vô mà này cô nó ngay làm hạt đi cứ ao kia phải cho ai đi phải cho mua phải cho máu ngay nằm cho bạc hải thì mơ tam slide với những gì chắc là kịp cho ai đi lịch muối kịp cho mua kịp cho máu kịp cho bạc hải ok chọc tới viên năng bằng hàng chia thay bột phần này là ai đi cho lịch màn mua lịch màn mau chùm luôn mau màn bạc hải màn và chân không body nhưng bằng script bật script tuyệt chẳng máu hay bật camera bón lên màn và id name hour red chụp chụp mơ dần đi id name bật red mùi ok chẳng red cái ắt behind cái không ắt behind cái không câu tế mà nó input behind chẳng phải cho red mà không màu máu màn chẳng cái đấy ấy không màu máu đọc hàng là chẳng tới chẳng cồn tới vì khơi rồi hà chẳng tới bấy ấy buôn bà red hay đang salary tao bao dương
ឲ្យ ID ស្មើនឹង get string ID ចុច2ចឹងមកណា name ស្មើនឹង get string name hour ស្មើនឹង get in ឃើញបើសារម៉ោងបញ្ចូលចំនួនគុតអញ្ចឹងយើងដាក់ hour ចូលតោះមកទៀត red ស្មើនឹង get float អញ្ចឹងរ៉េតរបស់ម៉ោងបរិញ្ញាក៏ម៉ោងធ្វើការអាចជាចំនួនមានក្បៀសតោះមក salary ស្មើនឹង hour គុណជាមួយនឹង red បាទតោះទៅចាប់ដើមបញ្ចេញវាអញ្ចឹងបញ្ចេញវារបស់យើងជា table ទាំងអស់អញ្ចឹងយើង document write ថត document.write ប៉ុន្តែយើងមើលពីលើនេះគេបានចង function មួយឈ្មោះតអៅនេះវាលឿនជាង document យើងដាក់តអៅមកដាក់តំណែងចូលមកវាស្មើនឹង document.write ឃើញទេអញ្ចឹងឡើយនេះជួយប្រើ document write ទៀតហើយខ្ញុំប្រើអៅយកតែម្ដងអៅបើបិទវងកញ្ចក់អានេះគឺបើក tag table border ស្មើមួយទេមកវិញអៅមួយទៀតអានេះ TR មករោហើយអៅមួយទៀតបើក TD បិទ TD បើក TD បិទ TD ស្អី2រោហើយប្លោះនេះយើងដាក់ID ហើយតជាមួយនឹងតជាមួយនឹងអីតជាមួយនឹង variable id សើមួយសិនឯរ៉ាន់ផលិតផលសិនតែវាមកអោផុតនឹងមួយសិនតែ function នេះនេះចូល id ហើយខ្ញុំចូលលេខ100អូខេឈ្មោះដាក់សិនទៅសារអត់តែឈ្មោះម៉ោង red 5ចឹងបានឯ ID 100អញ្ចឹងតទៀតមកបន្តទៅ ID មានអីទៀតកូពីមកមាន name our salary បាទចឹងសាកមកសារទៀតនេះលេខ101ឈ្មោះម៉ោងគាត់ថាបាន30ម៉ោង red គាត់ថាមួយម៉ោងគាត់ធ្វើការបាន20ដុល្លារនេះអត់បាន save ទេ save នៅ save អត់ refresh 101. Thế mình phanh hãi mơ mơ. Để xa dưỡng ăn bất thi o với mùi mùi chân. Thi o lục chanh màu đó hãy đặn chuộp cho mùi nâng mà rô về nế. Thi o hãy bất thi o này. Rồi 1 ឈ្មោះ30ម៉ោង20ដុល្លារ red ចេញចេញណាលេខ101ឈ្មោះម៉ោងសរុបគឺប្រាក់ខែ6ដុល្លារណា